Phút 87 ở trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc trên sân Đại Liên Sports Center, Trung Quốc, tối qua, 10 phần 10, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có pha va chạm với hậu vệ Tyus Browning của đối phương. Ban đầu, trọng tài phạt thẻ vàng đối với cả hai cầu thủ này. Sau đó, trọng tài tham khảo công nghệ va. Pha chiếu chậm của công nghệ này cho thấy Tiến Linh có hành vi thúc cùi chỏ vào mặt đối phương. Trọng tài xóa thẻ vàng trước khi phạt thẻ đỏ trực tiếp đối với Tiến Linh. Thẻ đỏ trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tối qua khiến Tiến Linh chắc chắn bị treo giò trong trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 tới đây tại Hàn Quốc. Các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc và Hàn Quốc đều diễn ra trong những ngày FIFA Day, chuỗi ngày nằm trong hệ thống lịch thi đấu quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới ấn định, thống nhất trên toàn cầu. Thế nên, một cầu thủ bị thẻ đỏ trong một trận đấu thuộc FIFA Day đương nhiên cầu thủ đó sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp cũng thuộc FIFA Day, còn treo giò thêm bao nhiêu trận sẽ tùy phán quyết của FIFA. Tuy nhiên, Tiến Linh sẽ được phép tham dự trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Uzbekistan tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 10. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan nằm ngoài chuỗi FIFA Day, nên các án treo giò liên quan những trận đấu thuộc FIFA Day không ảnh hưởng đến trận Việt Nam-Uzbekistan. Do không thuộc FIFA Day, nên trận đội tuyển Việt Nam gặp Uzbekistan có tính chất chỉ tương đương với một trận đấu tập, không được tính điểm trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA.